Nga vẫn chưa thấy bất cứ cơ sở nào cho các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, tuyên bố vừa được đưa ra bởi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, để đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine cần có những điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, đến nay, nhà chức trách Nga vẫn chưa thấy những dấu hiệu đó. Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng Nga và Ukraine có thể bắt đầu đàm phán vào tháng 7 tới. Ông Peskov cũng khẳng định lại lập trường của Nga rằng bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Ukraine đều phải tính đến các thực tế mới, bao gồm cả 4 khu vực đã sáp nhập vào Nga. Về phần mình, Ukraine vẫn luôn khẳng định sẽ không đàm phán với Nga cho đến khi những người lính Nga cuối cùng rời khỏi nước này. Nhiều nhà đầu tư đang đặt cược lãi suất của Vương quốc Anh sẽ tăng cao tới 6,25% vào đầu năm sau. Điều này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Anh trong tuần qua đã có những động thái mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lạm phát. Theo giới phân tích, việc Ngân hàng Trung ương Anh BOE nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tuần trước đã khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ cho đến khi đà tăng giá có sự thay đổi, mang tính quyết định. Thị trường hiện đặt cược vào mức lãi suất 6,25% vào tháng 2 năm sau. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là mức lãi suất cao nhất trong 25 năm tại Anh. Tháng trước, lãi suất được ước tính sẽ đạt đỉnh ở mức dưới 5%. Kỳ vọng lãi suất tăng sẽ gây thêm căng thẳng cho các khoản thế chấp ở Anh, vốn được định giá dựa trên các biến động trên thị trường hoán đổi. Công ty điện lực Tokyo, cơ quan vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cho biết đã hoàn tất việc xây dựng hệ thống xả nước nhiễm phóng xạ qua xử lý từ nhà máy xuống biển. Thông tin được đưa ra bởi đài truyền hình NHK của Nhật Bản. Công ty điện lực Tokyo TEPCO vừa hoàn tất việc khoan đường hầm để xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý và chuyển các thiết bị máy móc xây dựng khỏi công trường ra cách bờ biển 1 km. TEPCO sau đó đã đậy nắp vào cửa đường hầm để ngăn bùn và cát xâm nhập. Bước cuối cùng của việc xây dựng được bắt đầu từ tháng 8 năm 2022. Dự kiến, chính phủ Nhật Bản sẽ quyết định thời gian xả nước thải hạt nhân dựa trên kiểm tra của Cục Quản lý Hạt nhân vào ngày 28 tháng 6 và báo cáo về độ an toàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Trước đó, TEPCO cho biết nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã được lọc qua hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến, loại bỏ hầu hết 62 nguyên tố phóng xạ trong nước. Nhật Bản đưa Hàn Quốc trở lại danh sách đối tác tin cậy. Tám đảng ở Thái Lan lên kế hoạch dự phòng việc thành lập chính phủ. Sự trở lại mang nhiều kỳ vọng của Thủ tướng Hy Lạp. Thưa quý vị, Bộ Thương mại Nhật Bản đã đưa Hàn Quốc về lại nhóm A trong danh sách trắng các đối tác thương mại đáng tin cậy, đồng nghĩa với việc dành cho Seoul các ưu đãi xuất khẩu. Động thái này đến sau 4 năm Seoul rời khỏi danh sách đối tác tin cậy của Tokyo. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Bộ Thương mại Nhật Bản đã quyết định sửa đổi một quy tắc và đưa Seoul về lại nhóm A, đồng nghĩa với việc dành cho Hàn Quốc ưu đãi xuất khẩu. Năm 2019, Tokyo hạ cấp Seoul xuống nhóm B sau khi áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với 3 nguyên liệu công nghiệp chính nhằm đáp trả phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc, yêu cầu hai công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức Hàn Quốc trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Tháng 3 vừa qua, hai bên đã cam kết khôi phục quan hệ thương mại sau khi Hàn Quốc công bố kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức mà không yêu cầu Nhật Bản đóng góp. Theo Tổng thư ký Đảng Vì nước Thái, 8 đảng trong Liên minh Tiềm tàng dự kiến sẽ thảo luận về một kế hoạch dự phòng trong trường hợp Đảng Tiến bước không thể thành lập chính phủ. Tổng thư ký Đảng Vì nước Thái, ông Prasetth Chantarawangthong cho biết, 8 đảng trong Liên minh Tiềm tàng dự kiến sẽ thảo luận về một kế hoạch dự phòng trong cuộc họp vào ngày 29 tháng 6 tới nếu họ không thể tiến hành thành lập chính phủ. Theo Chủ tịch Thượng viện Prompek Wichitchonchai, Quốc vương Thái Lan sẽ chủ trì buổi khai mạc Quốc hội vào ngày 3 tháng 7 và các thành viên Quốc hội sẽ chọn Chủ tịch Hạ viện vào ngày hôm sau. Sau khi lựa chọn Chủ tịch Hạ viện, một cuộc họp chung của Hạ viện và Thượng viện dự kiến sẽ được triệu tập vào ngày 13 tháng 7 để chọn Thủ tướng mới. Giới quan sát cho rằng lãnh đạo Đảng Tiến bước, ông Pita Limiawanrat, có cơ hội tốt để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan. Ngày 26 tháng 6, ông Kyriakos Mitsotakis đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp nhiệm kỳ thứ hai, chỉ sau chưa đầy 2 tháng kể từ khi rời ghế. Sự trở lại của ông Mitsotakis cho thấy nhiều điều về sự lựa chọn của người dân Hy Lạp. Nội các mới của Hy Lạp tuyên thệ nhậm chức vào ngày hôm nay, 27 tháng 6.
trong lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau chiến thắng vang dội bầu cử quốc hội vừa qua, tân thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis hứa hẹn sẽ xây dựng lại xếp hạng tín dụng của Hy Lạp, tạo thêm việc làm, tăng lương và tăng doanh thu nhà nước. Tôi đã cam kết rằng trong nhiệm kỳ thứ hai này, chúng ta sẽ nhận ra những thay đổi lớn mà đất nước rất cần. Ông Mitsotakis, cựu chủ tịch ngân hàng 55 tuổi, xuất thân từ một gia đình chính trị quyền lực, từng nhậm chức thủ tướng Hy Lạp từ năm 2019 cho đến khi từ chức để nhường chỗ cho thủ tướng tạm quyền ngày 21 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử thứ hai, chiến thắng đã nghiêng hẳn về Đảng Dân Chủ mới, qua đó đưa ông Mitsotakis trở lại chiếc ghế thủ tướng chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi từ chức. Phó chủ tịch cấp cao của tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's cho biết chiến thắng của Đảng Dân Chủ mới là tín hiệu tích cực. Tôi tin rằng nhiệm kỳ mới dưới thời ông Mitsotakis sẽ bảo đảm tính liên tục trong các chính sách kinh tế và tài khoá của nước này, và đặc biệt là tiếp tục tập trung vào việc cải thiện môi trường kinh doanh và sức khỏe của ngành ngân hàng. Theo các nhà phân tích chính trị, mục tiêu chính của chính quyền ông Mitsotakis sẽ là thúc đẩy các cải cách để xây dựng lại xếp hạng tín dụng sau cuộc khủng hoảng nợ, tăng doanh thu từ ngành du lịch vốn cực kỳ quan trọng với đất nước, và tăng lương cơ bản của người lao động Hy Lạp lên gần mức trung bình của Liên minh châu Âu-EU. Đó được xem là những mục tiêu thiết thực nhất với Hy Lạp vào lúc này. Đại dịch COVID-19, giá cả tăng vọt do hệ quả của xung đột Nga-Ukraine và biến đổi khí hậu càng khiến cho kinh tế trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cử tri. Tuy nhiên, sự trở lại của một đảng trung hữu tại Hy Lạp cũng là một dấu hiệu cho thấy các nước Nam Âu đang nghiêng về phía cánh hữu như thế nào. Chúng ta đang chứng kiến một quốc hội bảo thủ nhất kể từ khi nền dân chủ tại Hy Lạp được khôi phục vào năm 1974. Sự ủng hộ đáng kể dành cho quan điểm cực hữu, dân tộc chủ nghĩa, sẽ giúp tân thủ tướng nhanh chóng thực hiện những cải cách sâu rộng đối với khu vực công, cũng như các lĩnh vực tư pháp, y tế và giáo dục. Nhìn rộng ra toàn khu vực, một thập kỷ sau khi khủng hoảng tài chính thúc đẩy sự trỗi dậy của các đảng thiên tả, thì giờ là lúc cánh hữu với quan điểm bảo thủ trở lại, đặt ra cho những nhà hoạch định chính sách của Liên minh châu Âu nhiều bài toán mới, khi mà những chính trị gia cánh hữu vốn có xu hướng bảo thủ, dân tộc chủ nghĩa và luôn chống lại việc đón nhận người nhập cư. Cảnh sát Philippines thông báo đã giải cứu hơn 1.000 người nghi bị lừa bán sang nước này để làm việc tại một sòng bạc trực tuyến tại Manila. Các nạn nhân được giải cứu khi cảnh sát Philippines đột kích vào các tòa nhà bên trong một khu dân cư ở thủ đô Manila vào tối ngày 26 tháng 6. Trong số các nạn nhân được giải cứu, một số người được xác định là công dân Trung Quốc, Singapore, Malaysia. Họ đã khai với cảnh sát rằng họ chấp nhận tới Philippines để làm những công việc được quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là trợ lý các trò chơi trực tuyến. Cảnh sát quốc gia Philippines xác định đây là một vụ buôn người, cho biết sẽ tiếp tục điều tra xem các nạn nhân có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến hay không. Chính phủ Mỹ cho biết đã phân bổ 42,45 tỷ đô la cho 50 bang tại Mỹ với mục tiêu phổ cập Internet tốc độ cao đến năm 2030. Khoản tiền này nằm trong khoản tài trợ của luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hồi năm 2021. Nguồn vốn để nâng cấp tốc độ Internet của Mỹ không phân bổ đồng đều mà sẽ chi tiêu dựa trên bản đồ phạm vi phủ sóng Internet do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ mới phát hành gần đây. Trong số này, Texas và California, hai bang đông dân nhất của Mỹ, đứng đầu danh sách nhận tài trợ, với số tiền lần lượt là 3,1 tỷ và 1,9 tỷ đô la. Tuy nhiên, các bang ít dân hơn như Virginia, Alabama và Louisiana cũng góp mặt trong top 10 bang do thiếu hạ tầng băng thông rộng. Những khu vực này có vùng nông thôn chiếm đa phần diện tích, khiến việc tiếp cận Internet tốc độ cao gặp khó khăn. Tối thiểu, mỗi bang nhận được 107 triệu đô la. Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào Internet tốc độ cao từ trước tới nay ở Mỹ. Hàn Quốc ngày 26 tháng 6 công bố các kế hoạch kiểm soát chặt hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tư thục ở nước này, trong đó cắt bỏ những câu hỏi quá khó trong các đề thi ở khối tư thục. Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Joo-ho cho biết nước này sẽ cắt bỏ những câu hỏi mang tính đánh đố trong các đề thi ở các khối tư thục, một trong những yếu tố dẫn đến sự cạnh tranh thái quá ở các phụ huynh và học sinh trong mỗi kỳ thi. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường nỗ lực giám sát những quảng cáo được xem là sai sự thật và phóng đại về lĩnh vực giáo dục tư thục. Động thái của chính phủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Yoon Suk-yeol trong tháng 6 đã chỉ trích các bài thi sát hạch vào đại học ở nước này bao gồm các câu hỏi không có trong chương trình giảng dạy tại các trường công lập. Những câu hỏi được mệnh danh là câu hỏi sát thủ do tính phức tạp của chúng. Hàn Quốc là một trong số các quốc gia chi tiêu cao nhất cho lĩnh vực giáo dục tư nhân. Năm ngoái, nước này đã chi hơn 26.000 tỷ won, tương đương với gần 20 tỷ đô la cho lĩnh vực giáo dục tư nhân.
Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu Ấn Độ cho rằng nếu hệ thống y tế không hoạt động, không có đủ dịch vụ khẩn cấp, số ca tử vong do nắng nóng sẽ ngày càng tăng cao hơn. Chắc chắn là khả năng sinh tồn của con người trong nắng nóng sẽ đạt đến giới hạn vào giữa thế kỷ này. Các chuyên gia cho rằng khủng hoảng khí hậu sẽ gây ra các đợt nắng nóng thường xuyên và kéo dài hơn trong tương lai, thử thách khả năng thích ứng của con người. Viện định cư con người Ấn Độ cho biết Ấn Độ đang viết nên lịch sử đối phó với nắng nóng, sẽ có hàng triệu người bị ảnh hưởng. Những tuần gần đây, ít nhất 44 người đã thiệt mạng tại quốc gia Nam Á vì các bệnh liên quan đến nắng nóng, nhưng con số này có thể còn cao hơn khi các giới chức nhận được những đánh giá chính xác về số lượng người tử vong do sốc nhiệt. Số người chết vì nắng nóng kỷ lục còn phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị của các hệ thống y tế trong việc đối phó với hiện tượng thời tiết này. Số liệu mới nhất do Cục Thống kê Lào công bố cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của nước này đã giảm mạnh từ mức 38,86% trong tháng 5 xuống còn 28,64% trong tháng 6. Đây là mức giảm đáng kể, nhưng con số này vẫn cao hơn mức 23,61% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Cục Thống kê Lào, giá thực phẩm và đồ uống có cồn tăng 40,73% trong tháng 6, trong khi chi phí vận chuyển tăng 10,96% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngành lạm phát ít nhất là giáo dục, dịch vụ bưu chính và sự kiện và giải trí. Để đối phó với đồng kíp mất giá, Ngân hàng Nhà nước Lào vừa đưa ra chính sách nhằm kích thích nền kinh tế và nâng cao giá trị đồng kíp. Cơ quan này cho phép các ngân hàng thương mại linh hoạt hơn trong thiết lập tỷ giá hối đoái dựa trên tỷ giá tham chiếu hàng ngày do ngân hàng này thiết lập, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa tỷ giá chính thức và phi chính thức. Iran cho biết đã tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc và rõ ràng với châu Âu về khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nước này. Bộ Ngoại giao Iran đã thông báo về kết quả các cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Iran Bagheri Ghani với quan chức các nước châu Âu. Cụ thể, hai bên đã thảo luận về những mối quan tâm chung, bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran và các cách thức để đạt được điều này. Iran khẳng định rất nghiêm túc trong việc đạt được kết quả đàm phán, song phần còn lại sẽ phụ thuộc vào quyết tâm của các bên khác, trong đó có Mỹ, trong việc từ bỏ các chính sách sai lầm và cách tiếp cận thiếu tính xây dựng. Nước này sẽ tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại nhằm đạt được kết quả mong muốn trong thời gian tới. Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ dự kiến có thể tăng vượt ngưỡng 44 độ C ở một số khu vực. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Tây Ban Nha cho biết đợt nóng nóng mới có thể đẩy nhiệt độ ở thủ đô Madrid và miền Tây Nam nước này lên tới 40 độ C. Trong khi đó, khu vực xung quanh các thành phố Seville và Córdoba ở miền Nam Tây Ban Nha dự kiến phải hứng chịu nắng nóng gay gắt hơn nữa với nhiệt độ trên 44 độ C. Ngay trong ngày 25 tháng 6, mức nhiệt cao nhất là 43,8 độ C được ghi nhận ở El Granado, một khu vực thuộc tỉnh Huelva, miền Nam Tây Ban Nha. Các chuyên gia khí tượng cho biết, dù nhiệt độ mùa hè vốn đã cao tại Tây Ban Nha, song các đợt nắng nóng này dường như ngày càng kéo dài và gay gắt hơn trước.